Ông Donald Trump đang bị xem xét bỏ tù. Thẩm phán giám sát phiên tòa hình sự đòi tiền bịt miệng Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 5 đã phạt ông Trump 1.000 đô la Mỹ vì coi thường ông lần thứ 10 và vi phạm lệnh bịt miệng, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành vi vi phạm nào nữa có thể khiến cựu Tổng thống Mỹ phải ngồi tù. Thẩm phán Juan Merchan cho biết 9 khoản tiền phạt 1.000 đô la Mỹ mà ông đã áp đặt cho đến nay dường như không ngăn cản được Trump vi phạm lệnh bịt miệng, cấm ông đưa ra bình luận công khai về bồi thẩm đoàn, nhân chứng và gia đình của thẩm phán và công tố viên nếu các tuyên bố đó có ý can thiệp với vụ án. Đó là một vụ án nực cười. Tôi không làm gì sai cả. Thẩm phán đã tước đi quyền phát biểu theo hiến pháp của tôi. Tuần trước, Merchan đã phạt Trump 9.000 đô la Mỹ vì 9 bài đăng trên mạng xã hội mà ông cho rằng đã vi phạm lệnh bịt miệng. Luật New York cho phép phạt tiền lên tới 1.000 đô la Mỹ hoặc phạt tù lên tới 30 ngày nếu vi phạm lệnh bịt miệng do tòa án áp đặt. Trung Quốc và Pháp nên bảo vệ độc lập, cùng nhau chống lại chiến tranh lạnh mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Hai tại Paris rằng Trung Quốc và Pháp nên duy trì nền độc lập và cùng nhau chống lại một chiến tranh lạnh mới hoặc một cuộc đối đầu giữa hai khối. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Macron, ông Tập bày tỏ vui mừng khi được mời thăm cấp nhà nước lần thứ 3 tới Pháp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp. Ông Tập hy vọng rằng, thông qua chuyến thăm này, ông có thể cùng Tổng thống Macron chuyển giao cây gậy lịch sử và bắt đầu hành trình mới cho 60 năm quan hệ song phương tiếp theo, nhằm có những đóng góp mới cho hòa bình, ổn định chính trị thế giới, cũng như phát triển con người và tiến bộ. Để đạt được mục tiêu đó, ông Tập nói, cả hai nước nên tuân thủ nguyện vọng ban đầu là thiết lập quan hệ ngoại giao với tính độc lập, hiểu biết lẫn nhau, tầm nhìn xa, cùng có lợi và hợp tác cùng có lợi, đồng thời nỗ lực bổ sung thêm những khía cạnh mới cho mối quan hệ đó. Trong thế giới ngày nay đang phải trải qua những thay đổi toàn cầu và hỗn loạn chưa từng thấy trong một thế kỷ. Cả hai bên nên giữ vững độc lập và cùng nhau chống lại chiến tranh lạnh mới, hoặc đối đầu khối và tuân thủ sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau thúc đẩy một thế giới hài hòa và đầy màu sắc, nơi tất cả các nước có thể cùng tồn tại, luôn hướng tới tương lai và cùng nhau thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự, đồng thời theo đuổi lợi ích chung và hợp tác cùng có lợi, đồng thời phản đối việc tách rời, phá vỡ chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng như việc dựng lên hàng rào và rào cản. Hai vị tổng thống đã gặp nhau nhiều lần trong nhiều năm. Trong thông điệp chúc mừng, ông Tập gửi tới Macron vào ngày 27 tháng 1 năm nay, nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp, ông Tập cho biết mối quan hệ song phương đã tạo ra nhiều hơn một lần đầu tiên và mang lại những thành tựu hiệu quả. Chủ tịch Trung Quốc cho biết những thành tựu này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, thúc đẩy sự đa cực hóa của thế giới và thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Người Palestine bắt đầu chạy trốn. Ông Tập đang có chuyến thăm cấp cao nhà nước tới Pháp theo lời mời của ông Macron. Ông cũng sẽ có những chuyến thăm cấp cao tới nước Serbia và Hungary. Người Palestine bắt đầu di tản về phía đông Rafah theo lệnh sơ tán của Israel. Một số gia đình Palestine được nhìn thấy rời khỏi khu vực phía đông Rafah hôm thứ Hai ngày 6 tháng 5 sau khi nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Israel. Quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt đầu khuyến khích người dân Rafah sơ tán khỏi thành phố phía nam Gaza như một phần của chiến dịch phạm vi hạn chế, nhưng không xác nhận ngay các thông tin trên phương tiện thông tin rằng đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. 7 tháng sau cuộc tấn công chống lại Hamas, Israel cho biết Rafah là nơi chứa chấp hàng nghìn chiến binh của nhóm Hồi giáo Palestine, và rằng chiến thắng là không thể nếu không chiếm được thành phố này. Nhưng với hơn 1 triệu người Palestine phải di tản, đang trú ẩn ở đó, viễn cảnh về một chiến dịch gây thương vong cao khiến các cường quốc phương Tây và nước láng giềng Ai Cập lo lắng. Cuộc chiến bắt đầu sau khi Hamas khiến Israel choáng váng với cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người bị thiệt mạng và 252 con tin bị bắt. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 34.600 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 77.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Philippines và Mỹ tập trận quân sự thường niên đẩy lùi quân xâm lược nước ngoài. Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Philippines đã bắn tên lửa và pháo binh để ngăn chặn một cuộc xâm lược mô phỏng ở vùng phía bắc Philippines đối diện với Đài Loan vào thứ Hai ngày 6 tháng 5 nhằm phô trương lực lượng quân sự và tăng cường quan hệ khi căng thẳng khu vực gia tăng.
Khoảng 200 binh sĩ thay phiên nhau bảo vệ bờ biển thành phố ven biển Lao A thuộc tỉnh Locos phóng tên lửa Javelin, bắn pháo và súng máy để đẩy lùi kẻ thù giấu tên đang cố xông vào bãi biển. Cuộc tập trận hàng năm với sự tham gia của khoảng 16.000 binh lính Philippines và Mỹ bắt đầu vào tháng trước, sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 5. Cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đang leo thang. Tuần trước, Philippines cáo buộc rằng Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại các tàu của họ xung quanh bãi cạn Scarborough, khiến tàu hải quân bị hư hại và những người trên tàu bị thương. Cuộc tập trận đã khiến Trung Quốc khó chịu. Nước này cảnh báo sẽ gây mất ổn định khi các nước ngoài khu vực phô trương cơ bắp và gây ra sự đối đầu. Một số cuộc tập trận năm nay diễn ra ở các đảo và tỉnh đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Thành phố Lao An cách điểm cực nam của Đài Loan khoảng 408 km.